Ngày 21 tháng 11, Bộ Y tế cho biết cả nước có 9.882 ca mắc COVID-19. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.094.514 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi là 905.500, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.971 ca. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.761 ca. Tối ngày 21 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày An Giang ghi nhận 243 người mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 499 người. Toàn tỉnh hiện có 20.937 ca mắc. Điều đáng mừng là An Giang ghi nhận số ca mắc giảm liên tục trong 6 ngày qua. An Giang đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 đạt gần 95,67% và mũi 2 đạt 76,46%. Lý giải về số ca nhiễm giảm liên tục 6 ngày qua, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho rằng nguyên nhân số ca nhiễm liên tục giảm là do tốc độ tiêm vaccine của tỉnh đã triển khai nhanh, thần tốc. Việc không cách ly F1 tập trung cũng là nguyên nhân dẫn đến giảm lây chéo trong khu cách ly. Trong khi đó, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận thêm 508 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tỉnh này là 16.736 ca. Đồng Tháp đã chuyển toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thành cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 2, 3. Đến nay, Đồng Tháp đã tiêm vaccine mũi 1 đạt 90,72%, mũi 2 đạt 60,96% dân số từ 18 tuổi trở lên. Tại Sóc Trăng, số ca mắc COVID-19 những ngày qua liên tục tăng. Trong ngày 21 tháng 11, Sóc Trăng ghi nhận 486 ca, nâng tổng số ca mắc lên 12.389 ca. Hiện tỷ lệ dân số trên 18 tuổi ở Sóc Trăng được tiêm mũi 1 là 92,63% và mũi 2 là 72,54%. Còn tại thành phố Cần Thơ, tiếp tục tăng cao với 897 ca. Như vậy, liên tục từ đầu tháng 11 đến nay, số ca F0 trong ngày liên tục tăng cao từ 400 đến trên 900 ca trên ngày. Hiện tất cả các bệnh viện dã chiến, bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 tình trạng quá tải nghiêm trọng, đặc biệt quá tải đối với đội ngũ nhân viên y tế khi phải tiếp nhận lượng bệnh nhân tăng cao liên tục. Thành phố Cần Thơ đã cho phép điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà và cách ly F1 tại nhà nhằm giảm bớt áp lực cho hệ thống điều trị tại bệnh viện. Thành phố Cần Thơ có tỷ lệ tiêm mũi 1 của người trên 18 tuổi là 96,5%, mũi 2 đạt 75,8%,